Nhiệt độ mùa đông năm nay ấm hơn hẳn nhiều so với mọi năm, thậm chí nhiều ngày liên tiếp ấm từ 27 đến 28 độ khiến nhiều người lo ngại không còn mùa đông nữa. Tại hội thảo về tình hình thiên tai khí tượng thủy văn 2016 vừa diễn ra, ông Hoàng Phúc Lâm, trưởng phòng dự báo khí tượng hạn vừa và dài cho biết mùa đông năm nay miền Bắc ấm hơn trung bình nhiều năm, riêng nhiệt độ trung bình tháng 12 ấm hơn trung bình 3 độ C. Trong những tháng đầu năm nay, nhiều khả năng nền nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục có xu hướng cao hơn, rét đậm, rét hại sẽ không còn kéo dài. Theo ông Lâm, từ đầu mùa đông năm nay, đợt không khí lạnh ngày 12 tháng 1 vừa qua mới khiến miền Bắc có đợt rét đậm đầu tiên khi sáng sớm 13 tháng 1, Hà Nội rét 11,7 độ, Mẫu Sơn, Lạng Sơn xuống 3,2 độ. Ông Lâm cho biết, mùa đông năm nay ấm do nhiệt độ khí quyển và đại dương ở phía đông trung Equatoria, Thái Bình Dương đang ở pha trung tính, chưa đạt chỉ tiêu của một kỳ La Nina. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thông tin thêm, những năm trước, mùa đông miền Bắc chỉ thường ấm hơn, trung bình từ 0,1 đến 1 độ. Năm nay ấm hơn nhiều do các đợt khí lạnh không dồn thẳng từ phía Bắc xuống mà lệch đông, di chuyển từ biển vào. Cỗ máy khí hậu không còn chân chu, bình lặng như những năm trước, nhưng chỉ từng giai đoạn, từng năm thôi, chứ không còn chuyện mất hẳn mùa đông như đồn đại, ông Hải nói thêm. Ông Hải dẫn chứng, vào tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, mùa đông ấm hơn 0,5 đến 1,5 độ, nhưng sang tháng 1 lại thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Trong đó, đợt không khí lạnh mạnh vào ngày 21 tháng 1 năm 2016 đã gây ra nhiệt độ thấp kỷ lục trong 40 năm qua và có mưa tuyết, băng giá trên diện rộng đã xuất hiện ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ